Honda City Hatchback RS xuất hiện tại triển lãm GAIC Indo Indonesia 2023 không có gì lạ, khi Indonesia là quốc gia vốn dĩ ưa chuộng dòng xe hiệu năng cao. Tuy nhiên, tại thị trường ô tô Việt Nam, việc bắt gặp một chiếc Honda City Hatchback là một điều hiếm hoi do chưa được phân phối rộng rãi từ nhà sản xuất. Tại Indonesia, Honda City Hatchback với nguồn sức mạnh từ động cơ 1.5 lít và hộp số tự động vô cấp CVT mang lại công suất 121 mã lực cùng mô men xoắn đạt 145 N·m tại sự kiện GIAS 2023 vừa qua, phiên bản RS của mẫu xe đã thu hút sự chú ý bởi những chi tiết thiết kế mang phong cách thể thao. Một loạt các chi tiết như lưới tản nhiệt, anten kiểu vây cá, cánh gió sau, ốp gương và bộ khuếch tán phía sau đều được sơn đen bóng, tạo nên sự hài hòa và bắt mắt. Chóa đèn sương mù màu khói, logo RS đỏ rực được đặt ở phía bên trái của lưới tản nhiệt và phía dưới đèn hậu. Ngoài ra, các tính năng nổi bật về ngoại thất của Honda City Hatchback RS bao gồm hệ thống chiếu sáng LED phía trước và phía sau, bánh xe hợp kim 16 inch đi kèm lốp có kích thước 185/55 và camera lùi đa góc. Bước vào bên trong, không gian nội thất của chiếc xe cũng mang đậm phong cách thể thao với các đường chỉ khâu màu đỏ tạo điểm nhấn trên nền màu đen chủ đạo. Ghế bọc da lộn được trang trí với viền đỏ hai bên, tạo nên vẻ trẻ trung. Vô lăng của Honda City Hatchback có thiết kế 3 chấu, tích hợp nút điều khiển và lẫy chuyển số phía sau. Cùng với đó là màn hình thông tin giải trí 8 inch, có khả năng kết nối với Android và Apple CarPlay, hệ thống điều hòa tự động một vùng, hệ thống âm thanh 4 loa, chức năng khởi động xe từ xa, và nhiều tính năng khác. Phiên bản Honda City Hatchback RS 2023 sở hữu gói an toàn Honda Sensing, với loạt công nghệ tiên tiến bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống giảm thiểu khởi hành trên đường, cảnh báo trạch làn đường, và hệ thống tự động bật tắt đèn cao. Tại thị trường Việt Nam, Honda City hiện được phân phối dưới dạng sedan với 3 phiên bản, có giá từ 559 triệu đến 609 triệu. Mẫu sedan này đang nhận được sự ưa chuộng từ khách hàng, thể hiện qua doanh số bán ấn tượng là 5.648 xe trong 7 tháng đầu năm 2023, chỉ đứng sau Toyota Vios với chênh lệch nhỏ là 48 xe.